Khi nhắc đến ẩm thực Nhật Bản, không thể không nhắc đến sashimi. Nếu chỉ quan sát bằng đôi mắt của một người nghiệp dư không sành về ẩm thực, có thể chúng ta chỉ thấy sashimi đơn giản là những lát cá sống ăn cùng với lá tía tô, củ cải thái sợi và wasabi. Thế nhưng, liệu sashimi có phải chỉ đơn thuần là như vậy? Hôm nay xin mời các bạn cùng chúng tôi quan sát một đầu bếp hàng đầu của Nhật Bản chế biến món sashimi cầu kỳ như thế nào. Chúng tôi bước vào khu vực chế biến món ăn của bếp trưởng Kiyoaki Deki tại khu vực đào tạo của Le Cordon Bleu, một tập đoàn giáo dục toàn cầu về ẩm thực, quản trị khách sạn và du lịch. Trên bàn bếp chúng tôi đã thấy các nguyên liệu chế biến được sắp xếp một cách đẹp mắt, sẵn sàng chờ đợi bàn tay thành thạo của bếp trưởng Kiyoaki chế biến thành các món ăn hấp dẫn. Bếp trưởng Kiyoaki Deki đã có thâm niên gần 30 năm trong lĩnh vực ẩm thực Nhật Bản. Anh là một trong những đầu bếp nổi tiếng tại Nhật Bản, chủ của nhiều nhà hàng nổi tiếng tại những khu vực đắt đỏ nhất tại Tokyo. Đầu tiên, bếp trưởng Kiyoaki giới thiệu sơ lược về cách chúng tôi lựa chọn nguyên liệu và các dụng cụ cần thiết cho việc sơ chế sashimi. Một con cá tươi được rửa sạch sẽ để ráo nước, nằm trên thớt. Nguyên tắc đầu tiên khi chế biến sashimi là cá cần phải hoàn toàn khô ráo để đảm bảo nước không dính vào thịt cá khi chế biến. Để đánh vảy cá, chúng tôi không dùng dao mà dùng một dụng cụ đặc biệt. Đó là một bàn chải sắt đặc biệt chuyên dùng để đánh vảy cá. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian nên chúng tôi đã làm sạch vảy cá trước và bây giờ là công đoạn lọc ra cá. Với một loại dao đặc biệt, bếp trưởng Kiyoaki lọc từng lớp da cá mỏng tang như tờ giấy mà không hề chạm vào thớ thịt của cá. Tiếp theo là đến công đoạn cắt cá thành từng khúc. Khi chế biến cá cho món sashimi, chúng tôi không lấy đầu và phần đuôi cá, cho dù cá nhỏ hay cá lớn, thân cá đều được chia làm 3 phần. Chúng tôi gọi việc chia thân cá làm 3 phần là Sanmai Oroshi, đây là phần đầu tiên. Sau đó bếp trưởng Kiyoaki lật cá lên và tiếp tục lọc phần cá thứ hai. Trong quá trình chế biến, bếp trưởng Kiyoaki luôn đảm bảo thân cá được khô ráo. Như tôi đã nói trước đó, kỹ năng dùng dao là yêu cầu đầu tiên trong việc chế biến sashimi và phải được luyện tập hàng ngày. Dao để chế biến món ăn của Nhật Bản thường sắc một bên. Tôi đã hoàn thành công đoạn Samai Oroshi, phần thứ ba là phần xương thân cá, cũng như đầu và đuôi cá, phần không được dùng để chế biến trong món sashimi. Tuy nhiên, đầu đuôi và xương cá sẽ không bị bỏ, mà sẽ được tận dụng để làm nước dùng cho món ăn khác hoặc rán giòn. Bếp trưởng Kiyoaki bắt tay vào chế biến phần thân cá được dùng cho món sashimi. Một lần nữa, bếp trưởng lại loại bỏ phần thịt có thể còn sót lại xương răm và chỉ lấy đúng phần thịt cá mềm và dày nhất. Sau đó, bếp trưởng Kiyoaki tiến hành lọc da cá lần thứ hai. Lần lọc thứ hai này là để đảm bảo loại hoàn toàn phần cá dính nước. Tiếp đó, bếp trưởng bắt tay vào khâu thái cá thành những lát sashimi có độ dày khoảng 0,5cm, dài 3cm và rộng khoảng 2cm. Để cắt được những miếng thịt sống sashimi sắc lẹm, mượt mà không bị nát, thì người đầu bếp phải dùng một loại dao sắc như thanh kiếm của võ sĩ samurai. Những chiếc dao này có giá lên tới vài nghìn đô la Mỹ. Đây là công đoạn hikizukuri. Sau khi hoàn tất khâu chế biến cá, bếp trưởng bắt đầu chế biến đến phần gia vị. Đầu tiên là củ cải. Sau khi gọt vỏ củ cải, đôi tay khéo léo của bếp trưởng Kiyoaki gọt củ cải thành những lớp mỏng tang như tờ giấy. Và đây cũng chính là điều mà bếp trưởng Kiyoaki nhắc lại nhiều lần. Đó chính là trau dồi kỹ năng sử dụng dao thành thạo. Sau khi gọt củ cải thành lớp mỏng như tờ giấy, chúng tôi sẽ thái chỉ củ cải và đặt vào trong đĩa, làm đế để dựng sashimi. Tôi bắt đầu thái chỉ củ cải. Củ cải được thái chỉ sau đó được nhúng vào nước lạnh để ráo, rồi được vo nhẹ thành hình tròn để vào đĩa sashimi. Bếp trưởng Kiyoaki trang trí lá tía tô trắng trên lớp củ cải. Tiếp đó ông đặt nhẹ các lát sashimi lên trên lá củ cải và tía tô. Để món sashimi được trình bày thêm đẹp mắt, bếp trưởng Kiyoaki trang trí thêm bông cúc vàng, hoa tía tô, tất cả đều có thể được sử dụng như gia vị của món sashimi. Bước cuối để hoàn thành món sashimi chính là wasabi. Khác với các món sashimi bán sẵn tại các siêu thị, các cửa hàng thường dùng wasabi dạng kem chế biến sẵn trong tuýp nhỏ, nhưng các nhà hàng sashimi thì lại dùng wasabi tươi. Chỉ khi chuẩn bị dọn lên cho thực khách, đầu bếp mới tiến hành gọt vỏ và mài củ wasabi trên bàn nạo để tạo ra bột. Đầu bếp sẽ gấp bột wasabi để vào bên cạnh những lát sashimi trên đĩa. Sashimi Nhật Bản là món ăn đòi hỏi khắt khe về lựa chọn nguyên liệu và kỹ thuật chế biến. Để có những miếng sashimi ngon lành, bắt mắt, người đầu bếp tại Nhật phải được đào tạo tay nghề về kỹ thuật dùng dao và lựa chọn nguyên liệu.
Trong đó, nguyên liệu phổ biến nhất là các loại hải sản tươi sống và chúng phải đạt chuẩn sashimi, từ công cụ đánh bắt đến khâu xử lý, kỹ thuật chế biến để đảm bảo độ tươi ngon. Khi thưởng thức một đĩa sashimi được chế biến bởi một đầu bếp tài ba, sashimi sẽ trở thành một bản giao hưởng của thị giác, khứu giác và vị giác. Với một đĩa sashimi được trình bày đẹp mắt, thực khách sẽ cảm nhận được vị cay nồng của mùi tạt, mùi thơm của lá tía tô, vị thanh mát của sợi củ cải, vị đậm đà của nước tương hòa quyện một cách tuyệt vời với những lát sashimi tươi ngọt và mềm mại. Đó chính là sự đặc sắc của ẩm thực tại xứ sở mặt trời mọc. Nguyễn Tuyến, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.